Rồi, ok. Hello mọi người nha. Thì hôm trước em có chia sẻ đó mọi người chúng ta cái clip đánh đèn cho cá rồng và cũng như là setup làm sao để cho con cá rồng của mình nó ở trong cái bể này, mình đánh đèn nó mà nó không có bị sợi mắt ha. Và cũng có một anh khách hàng, anh này cũng là một người khách ủng hộ bên em cũng nhiều rồi. Đó. Thì anh hỏi là em ơi làm sao để hạn chế được con cá rồng nó bị dư môi. Ok mọi người nha, thì dư môi nó có nhiều cái nguyên nhân và những nguyên nhân đó như thế này mọi người nha. Thứ nhất là môi trường quá chật hẹp. Chúng ta nuôi con cá mà trong cái môi trường chật hẹp quá thì nó sẽ dẫn đến tình trạng cá bị dư môi. Có một số anh em hỏi là có phải là do con cá nó chật hẹp quá, cái mỏ nó cạ vào cái thành kính nó bị dư môi hay không? Cái này thì không nhất thiết đâu anh em ạ. Tại vì con cá không phải lúc nào nó bơi cũng cạ vào thành kính đâu. Nếu mà cái chỗ chật nó sẽ bơi vòng vòng và ít bao giờ chạm lắm, mà cố chạm thì nữa thì cũng không thể nào mà làm cho con cá dư môi được. Dư môi là dư từ cái xương, cái sụn của cái hàm của nó, chứ không phải là dư môi là cạ là ngoài da. Cạ ngoài da không thể nào làm cho cái xương nó dài ra được, cái sụn nó dài ra được ha anh em ha. Đó. Thứ nhất là môi trường quá chật hẹp. Cái thứ hai là cá bị chết. Cá bị chết thì dẫn đến cá bị dư môi. Cá bị chết dẫn đến cá bị sợi mắt. Đó, chui chết dẫn đến con cá dễ bị bệnh. Đó thì đối với chủ đề ngày hôm nay thì em chia sẻ là nó dư môi. Cá bị chết thì con cá thường nó sẽ bỏ ăn, sẽ nằm đáy, sẽ không có sung. Đó, ít hoạt động. Hoặc là bị nhát đi. Đó, thì cái xương hàm bên dưới á, thường con cá nó bỏ ăn thì nó đói, nó ốm thì cái xương hàm của nó sẽ cái môi trên á, nó là cái sụn. Đó, ở dưới nó là xương nhưng mà cái môi trên nó là sụn. Thì cái xương á nó sẽ dài ra được, nhưng mà nó dài ra nhưng mà cái môi trên á, cái hàm trên nó không có dài ra được. Cộng với con cá ốm á, thì nó sẽ trơ cái xương ra và cái hàm dưới nó sẽ dài hơn. Đó là theo cái kinh nghiệm em thấy nha, nhiều con cá. Những con cá bị chết có thể nó sẽ mắc trong vòng vài ngày. Dư môi thì có thể lâu hơn, nửa tháng một tháng gì đó nó sẽ dễ bị dư môi ha. Và có một cái nữa là những con cá mà bị người ta xử lý cái môi mọi người nha, bị người ta xử lý cái môi thì khi nó trở lại bình thường thì nó sẽ dễ bị dư môi. Và một số con giống như là những con short body thì bên đó người ta cho nó một cái thuốc để giúp cho con cá nó sọt, nó chỉ bản cao nó lấy thôi, nhưng mà con cá nó bị rút cái xương lại luôn. Đó, thì những con cá đó khi chúng ta nuôi á, lớn lên nó sẽ bị dư môi rất là cao, tỷ lệ dư môi rất cao ha. Nè, cho nên là khi mà chúng ta nuôi trong môi trường tự nhiên, những cái con cá trong môi trường tự nhiên nó ít bao giờ bị dư môi lắm. Tại vì môi trường nó rộng nè, cá ít có bị chết nè, môi trường rộng lớn cá không có bị chết. Đó, với lại á, nuôi cộng đồng thì con cá nó ít có bị dư môi hơn nuôi nuôi lẻ từng con mọi người nha. Đối với những con cá mà nuôi cộng đồng á, tỷ lệ dư môi rất thấp. Đó. Rồi là cho ăn ít quá, con cá ốm cũng dễ khả năng bị dư môi mọi người nha. Đối với những con cá mập sọt gù lên, mập ú sumo lên thì những con cá nó ít có khả năng dư môi hơn. Ít khả năng hơn chứ không phải là không có nha. Những con mập, những con sumo vẫn có khả năng dư môi nhưng mà ít hơn, tỷ lệ ít hơn ha. Nè mọi người chúng ta thấy nè, hôm rồi em cũng đang training con cá nè. Nhưng mà con cá này đang vẫn rất là sung, không có bị stress nha. Đó, em cố gắng em chăm con cá này để em làm clip chia sẻ đó mọi người chúng ta từng giai đoạn, từng vấn đề một. Để anh em chúng ta có thêm một cái thông tin để chúng ta trang bị cho mình, để chúng ta chăm những em cá của mình ở nhà nó sẽ được đẹp như ý muốn mình và ngoài mong đợi luôn ha. Đó. Thời gian đầu đánh đèn chúng ta cũng nên tập cho cá đánh đèn từ từ thôi, làm quen từ từ để cho con cá nó thích nghi được, nó không có bị chết nha mọi người nha. Và làm sao cho con cá nó ăn uống bình thường, đừng có ảnh hưởng tới chế độ ăn uống nó, thì nó sẽ giúp cho con cá mình ít hạn chế được cái việc dư môi. Còn cái chuyện có nhiều anh em hỏi là có phải là con cá nó ăn cái mồi lớn quá nó bị dư môi hay không? Cái này thì cũng không có chính xác đâu nha anh em à. Ăn mồi lớn quá, ăn mồi cứng quá thì con cá khó tiêu là đúng. Rồi ăn sâu,
cái vỏ con sâu đó, nó cứng quá không có tiêu hóa được thì dễ bị chỉ là đúng. Còn ăn có mồi cứng quá hay là ăn nhái ăn gì đó xương á nó to quá làm cá dưa môi là cái này không chính xác nha. Bình thường nó ăn được là ăn được, còn nếu mà nó ăn không được nó sẽ nhả ra. Còn cái chuyện mà ăn mồi cứng dưa môi là không chính xác ha anh em ha. Đó rồi là đó là những cái vấn đề mà dẫn đến con cá bị dưa môi và hạn chế bị dưa môi. Nó này nó cũng chỉ có những cái vấn đề thôi ha anh em ha. Có nhiều anh em thì thắc mắc những cái kiểu như có một số anh em là không có nắm rõ, không có từng trải nghiệm nhiều, cũng lên chia sẻ làm cho một số anh em khác bị hoang mang hay là nghe và tin những cái thông tin đó làm cho con cá mình nó rất là dễ bị lỗi nha anh em nha. Nó con cá thường á, trong môi trường nhân tạo rất là dễ bị sợ mắc và dưa môi đó, còn môi trường tự nhiên thì hầu như là không có ha anh em. Mà xem clip bên trại em kéo lên á, 100 mấy chục con, không con nào bị sợ mắc dưa môi hết, rất là đẹp luôn. Còn cái chuyện dưa môi thì nó không ảnh hưởng bởi nước đâu nha mọi người nha, chỉ là môi trường lớn hay nhỏ, chật hay hẹp hay là rộng, đèn chết bệnh. Cá bệnh thì rất là dễ bị dưa môi, tại vì khi nó bệnh nó bỏ ăn nó bị chết, nói chung là dễ ra lỗi ha. Còn con cá khỏe thì khả năng ít hơn. Về vấn đề dưa môi thì chia sẻ với mọi chúng ta những cái vấn đề đó thôi. Đó cái hồ này thì nó đang ổn định mọi người nha, nói chung ok mọi thứ hết, pH đo rất là chuẩn luôn, cứ 3 ngày em đo một lần rất là chuẩn, cho nên con cá nó rất là sung và căng. Hôm sau em sẽ chia sẻ cái clip về sinh sản của Sam nha mọi người nha. Đúng rồi, hôm sau là sinh sản của Sam ha. Rồi ok, clip này thì sẽ ngắn gọn như thế này thôi. Anh em là chúng ta cần bổ sung thêm những vấn đề gì chúng ta giúp em, chúng ta comment bên dưới ha. Em sẽ cố gắng làm tất cả những cái clip mà người chúng ta quan tâm những cái chủ đề nào đó, em sẽ làm hết tất cả những clip đó nha. Anh em nào chúng ta chưa đăng ký thì chúng ta đăng ký giúp em. Còn anh em đăng ký rồi thì bấm like share giúp em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ tin tưởng Rồng Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo ha.